Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 26 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự có những tin đáng chú ý sau đây. Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6. Liên kết sản xuất rau hữu cơ an toàn tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương đang là mô hình hiệu quả bởi cả người nông dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp đều có lợi. Thái Bình kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng xe dù, xe trá hình chạy trái luồng tuyến. Sau đây là nội dung chương trình, thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Bình gồm đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Bình. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri thành phố Thái Bình đã bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi và tin tưởng trước những thành công của kỳ họp thứ 6, đánh giá cao trách nhiệm của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Cử tri kiến nghị một số vấn đề như nhà nước cần tăng mức trợ cấp cho người trên 80 tuổi, chính phủ cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng khi tiến hành những đổi mới trong ngành giáo dục, cần theo lộ trình. Cử tri bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, vấn đề đường giao thông xuống cấp, vấn đề giải quyết chế độ chính sách sau khi thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Cử tri thành phố Thái Bình cũng bày tỏ bức xúc trước vấn đề thực phẩm bẩn hiện nay ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, nêu những băn khoăn về chính sách trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, giảm thiểu bệnh tật, đặc biệt là bệnh hiểm nghèo, đề nghị các ngành chức năng có các chế tài xử lý thật nghiêm khắc với các cơ sở vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường. Về chế độ chính sách luật đất đai, một số bất cập, cụ thể như việc thu tiền sử dụng đất khi nhà nước cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đối với hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất hợp pháp, nay được nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đề nghị khi ban hành thông tư hướng dẫn các bộ ngành liên quan cần phải hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, tránh tình trạng nghĩa từ trong văn bản không cụ thể dẫn tới địa phương thực hiện thiếu nghiêm túc. Cụ thể như tiền miễn tiền sử dụng đất đối với người có công có thể áp dụng cho người này nhưng không thể thực hiện cho người kia. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã lần lượt tiếp thu giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó nhấn mạnh một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Từng bước cái chính sách về đất đai của nhà nước rồi là cơ chế của tỉnh cũng sẽ phải thay đổi theo cái hướng là công khai, minh bạch và bảo đảm công bằng. Đấy, giữa cái việc là giao quyền sử dụng để thực hiện một cái mục đích nào đó, từ cái mục đích sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ hoặc là chuyển sang đất ở chẳng hạn, thì nó phải có một cái quy trình đầy đủ. Tôi nói ví dụ từ đất nông nghiệp sang đất ở chẳng hạn thì phải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên phải là quy hoạch mà phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai là phải có kế hoạch sử dụng đất phải được chính phủ phê duyệt. Mà muốn chính phủ phê duyệt đấy phải thông qua dân cư, thông qua hội đồng dân phường xã, hội đồng dân huyện, thành phố, rồi bắt đầu mới đến hội đồng dân tỉnh. Sau hội đồng dân tỉnh rồi thì ủy ban dân cung cấp trình với chính phủ, các bộ có liên quan thẩm định, rồi thủ tướng chính phủ quyết định. Vấn đề đề nghị có chế tài xử lý nghiêm đối với cái tổ chức cá nhân hay nói khác là cơ sở gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì ý kiến của bác Lễ rất đúng. Hiện nay cái tình trạng là ô nhiễm nặng nề thế này, tất cả vì lợi nhuận mà người ta chà đạp lên cái quyền được sống một cách bình thường của người dân thì là rất gay. Vì lợi nhuận cho nên là rau với hai luống, ruộng lợn hai chuồng. Ở giác độ tỉnh thì cũng xin báo cáo với bác Lễ với các bác các đồng chí là tỉnh cũng đã chỉ đạo cho liên ngành, bây giờ thành lập ban chỉ đạo liên ngành do phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh phải làm và thường xuyên kiểm tra đột xuất ở những cơ sở kinh doanh, nhất là những cái giết mổ rồi là những cơ sở kinh doanh tập trung. Tới đây thì sẽ tính ra là trước hết là lấy thành phố và một số huyện lân cận với thành phố là dẹp cái chuyện giết mổ nhỏ lẻ mà đưa vào những cơ sở giết mổ tập trung, kiểm soát được an toàn dịch bệnh đầu vào đầu ra. Thế và cái thực phẩm cũng vậy, tôi đề nghị là các chợ của thành phố bây giờ cũng
cũng phải thông qua các hiệp hội phải kiểm soát được cái chất lượng đầu vào. Anh phải tất cả những người đem đến bán rau ở cái chợ nào đó đấy thì đều phải chứng minh được anh tự trồng, anh bán hay là anh kinh doanh. Anh kinh doanh thì anh phải cung cấp được cái nơi sản xuất, và nếu xảy ra bị ngộ độc thực phẩm chẳng hạn thì cái người bán trước hết là anh phải chịu. Từ người bán ta truy cho đến người sản xuất. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên cũng đã trực tiếp chỉ đạo thành phố Thái Bình quan tâm đến những đề xuất kiến nghị của cử tri, tham mưu cho tỉnh phương án giải quyết kịp thời, hợp lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền phát sinh trên địa bàn thành phố. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở ngành. Tại hội nghị, các đại biểu nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2019. Theo đó, tổng số biên chế công chức năm 2018 là 2.002 biên chế, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 là 140 người. Trên cơ sở đó, kế hoạch biên chế công chức trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2019 là 1.890 biên chế, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 là 137 người. Như vậy, năm 2019 dự kiến giảm 112 biên chế và giảm 3 lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ. Hội nghị cũng đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo dự thảo quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đối với báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ năm 2019 thì thống nhất về mặt chủ trương, nguyên tắc, nội dung điều chỉnh biên chế công chức và lao động hợp đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất với các đề xuất của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện báo cáo để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp tới. Đối với dự thảo quy chế phối hợp về bảo vệ chính trị nội bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất sự cần thiết phải ban hành quy chế này, thống nhất với các nội dung điều chỉnh và yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn chỉnh dự thảo quy chế phối hợp, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đúng theo quy định. Đồng chí yêu cầu trước thứ năm tuần này, cơ quan soạn thảo phải hoàn chỉnh văn bản dự thảo quy chế để gửi đến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy sẽ sớm ban hành quy chế phối hợp về bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới. Sau đây là thông báo một số nội dung về công tác cán bộ. Tại kỳ họp ngày 26 tháng 11 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị. 1. Giới thiệu đồng chí Trần Quang Triển, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 2. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 3. Bổ nhiệm đồng chí Vũ Xuân Thành, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. 4. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Nho, Trưởng phòng Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 5. Bổ nhiệm đồng chí Lâm Văn Minh, Trưởng phòng Thời sự Chính trị, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. 6. Bổ nhiệm đồng chí Tô Thị Hương Lan, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Hội nhập kinh tế, Sở Công thương, giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, những khó khăn vướng mắc và giải pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Với vai trò và nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án PPP, thường xuyên theo dõi tình hình triển khai và tiến độ giải ngân các dự án trên. Công tác tiếp nhận và thụ lý các hồ sơ đăng ký kinh doanh đảm bảo trình tự thủ tục và thời gian quy định. 11 tháng năm 2018 đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho gần 750 doanh nghiệp, hơn 130 chi nhánh văn phòng đại diện với số vốn đăng ký mới là hơn 3.400 tỷ đồng. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hơn 150 dự án.
Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư. Qua đó, phát hiện các sai phạm, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo xử lý. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu một số khó khăn và kiến nghị đề xuất như việc theo dõi đánh giá, nắm bắt thông tin các dự án sử dụng vốn nhà nước ở một số nơi còn chậm, dẫn đến tiến độ nhiều dự án không đạt kế hoạch. Vì vậy, tỉnh cần nghiên cứu có giải pháp xây dựng hệ thống phần mềm trong quản lý đầu tư. Ngoài ra, nhu cầu vốn đầu tư công là rất lớn, nhưng nguồn vốn hiện nay còn hạn chế. Vì vậy, tỉnh có giải pháp để tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi để bổ sung nguồn vốn. Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất trí với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng hệ thống phần mềm trong quản lý đầu tư, giúp các đơn vị, sở ngành và tỉnh nắm bắt thông tin và chỉ đạo thực hiện tiến độ các dự án được kịp thời, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt được. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại như thu hút đầu tư từ lĩnh vực FDI vào tỉnh còn ít, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư còn hạn chế, công tác tham mưu cho tỉnh nhiều lúc còn chưa kịp thời. Trên cơ sở đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, tham mưu kịp thời cho tỉnh các mục tiêu và giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội. Nhất là tham mưu hoàn thiện các cơ chế chính sách trong hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nước sạch nông thôn. Nghiên cứu và hoàn thiện các quy định về thủ tục đầu tư, đảm bảo chặt chẽ đúng yêu cầu. Tham mưu cho tỉnh quản lý tốt các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, phân bổ vốn đầu tư công, các hoạt động liên quan đến xúc tiến đầu tư, nhất là đầu tư từ nước ngoài. Cải cách thủ tục hành chính để cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đầu tư, kịp thời phát hiện các sai phạm để kiến nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết. Đồng chí cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lên kế hoạch để tổ chức buổi gặp mặt giữa tỉnh với các doanh nghiệp trong lĩnh vực FDI nhằm thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư từ nước ngoài vào tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Sáng nay tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy làm trưởng đoàn, giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 25, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy tổ chức Đảng các cấp đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo trong công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở, tập trung chỉ đạo việc nắm bắt và giải quyết kịp thời có hiệu quả những kiến nghị, vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân. Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Hà Công Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, nhấn mạnh nghị quyết 25 là nghị quyết trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho mặt trận và các tổ chức thành viên hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng chí đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiếp tục quán triệt nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên chuyên trách và thành viên ban công tác mặt trận khu dân cư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng, củng cố mô hình dân vận khéo, tiếp tục làm tốt công tác mặt trận tham gia xây dựng đảng chính quyền, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, bám sát cơ sở, đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề nổi cộm tại cơ sở, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Bình được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm và hội chợ quốc gia về thành tựu 10 năm phát triển nông nghiệp được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là triển lãm và hội chợ lần đầu tiên tại Việt Nam quy tụ hơn 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông sản, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng từ 63 tỉnh thành phố trên cả nước, các thành tựu, mô hình phát triển nông nghiệp từ các doanh nghiệp và hợp tác xã tiêu biểu, các ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và bảo quản, sản phẩm vật tư, máy móc, giải pháp công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp. Gian hàng tham gia của tỉnh Thái Bình giới thiệu thành tựu, tiềm năng, thế mạnh phát triển nông nghiệp của tỉnh với nhiều sản phẩm tiêu biểu như gạo Niêu Vàng, ngao, tôm thẻ, bia Đại Việt, rượu Lạc Hồng, chạm bạc Đồng Sâm, nước mắm Thái Bình. Triển lãm và hội chợ được diễn ra từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, những mô hình sản xuất nông nghiệp sạch theo hình thức liên kết đang phát huy hiệu quả, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, khẳng định chỗ đứng của nông nghiệp an toàn với người sử dụng. Và mô hình trồng rau sạch hữu cơ của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương là một trong những điển hình. Mùa nào thức ấy, một năm bốn vụ quay vòng luân phiên, vùng rau hữu cơ 6 hectare của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp xã Thanh Tân tích tụ được ở thôn An Cơ Đông duy trì hiệu quả 2 năm nay.
từ những diện tích nông dân không có nhu cầu canh tác, đơn vị đứng ra thuê lại với mức 90kg thóc một sào một năm. Đối với những hộ dân có nhu cầu việc làm, doanh nghiệp thuê lại lao động với thu nhập 3 triệu đồng một người một tháng. Phương thức liên kết, hợp tác này giúp nông dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi. Tôi cho thuê ruộng đi thì chúng tôi đi làm thì nó ở cái hợp tác rau sạch này, người ta làm chúng tôi cảm thấy nó sạch, rau sạch này, làm có hiệu quả vì đầu ra cũng tương đối. Thế nên là chúng tôi cũng phấn khởi. Sản xuất rau an toàn áp dụng theo chuỗi cung ứng liên kết thị trường giữa sản xuất và tiêu dùng. Phương thức canh tác, chăm sóc, bảo vệ cho cây theo hướng an toàn, không để lại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không để vi sinh vật có hại hiện diện trên rau quả, làm cho rau quả đạt chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Với liên kết này, người nông dân không phải chật vật đi tìm đầu mối tiêu thụ, hạn chế cảnh được mùa mất giá. Ở hợp tác xã và ngoài ra thì cũng ký kết cả với bà con trong cái hộ dân của trên toàn bộ cái xã mà đã đăng ký với lại hợp tác xã chúng tôi, có thể mở rộng thêm không riêng cái khu vực tích tụ dưỡng đất này mà cả các cái bà con các xóm đã đăng ký là chúng tôi sẽ thu mua. Liên kết sản xuất ở Thanh Tân đã khắc phục được những hạn chế của sản xuất quy mô nhỏ lẻ, giúp người nông dân đứng vững hơn trên chính mảnh ruộng của mình. Bởi nếu tồn tại riêng lẻ, sản phẩm nông nghiệp của người nông dân sẽ khó cạnh tranh giữa nền nông nghiệp chuyển từ tự cung tự cấp sang nông nghiệp hàng hóa hiện nay. Chuyển sang tin tức khác, chiều ngày 25 tháng 11, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã cứu hộ thành công một ngư dân gặp nạn trên biển, nguy hiểm tính mạng khi đánh bắt cá trên vùng biển xa bờ. Trước đó, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, bộ đội biên phòng Thái Bình tiếp nhận thông tin trên tàu cá số hiệu TB90008TS do anh Đào Ngọc Tấn, sinh năm 1976, làm thuyền trưởng, đang đánh bắt ngoài khơi trên vùng biển Thái Bình, thì có một ngư dân bị tai nạn. Đó là anh Nguyễn Quang Linh, sinh năm 1986, trú tại thôn Quang Lang, xã Thụy Hải, bị con lăn dòng dọc rơi trúng đầu, mất nhiều máu, tính mạng bị đe dọa. Nhận được tin báo, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền điều động xuồng cao tốc cùng 6 cán bộ chiến sĩ quân y ra khơi tiếp cận tàu và tổ chức sơ cứu, băng bó vết thương cho nạn nhân. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, xuồng cao tốc chở bệnh nhân về đến bờ. Ngay sau đó, bệnh nhân Nguyễn Quang Linh được chuyển đến bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy tiếp tục điều trị. Đến nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam, văn phòng tổng đại lý AIA tại Thái Bình, tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo, trị giá trên 700 triệu đồng. Khách hàng được AIA Việt Nam chi trả quyền lợi là người thân của anh Trần Minh Phúc, địa chỉ thôn An Ký, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ. Anh Phúc tử vong do mắc bệnh ung thư. Trước đó, anh Phúc đã tham gia gói sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt với AIA từ tháng 11 năm 2017. Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã ký, AIA Việt Nam đã chi trả gần 600 triệu đồng cho gia đình anh. Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA cũng chi trả cho khách hàng Bùi Văn Tuấn, địa chỉ thôn Tân Thái, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, với số tiền 118 triệu đồng. Mặc dù khách hàng mới tham gia được 5 tháng, với phí đóng 10,5 triệu đồng. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng kịp thời của công ty đã mang lại lòng tin cho người dân khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Thực hiện chỉ thị số 18 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, lực lượng liên ngành thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Thái Bình phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm xe ô tô vận tải hành khách không có phù hiệu, xe chạy hợp đồng không đúng quy định, xe chạy trái luồng tuyến. Theo kế hoạch, lực lượng liên ngành sẽ kiểm tra đột xuất và tập trung vào các phương tiện vận chuyển hành khách chạy tuyến nội tỉnh mà có các hành vi vi phạm như dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, xe không có phù hiệu nhưng vẫn vận chuyển hành khách, xe chạy hợp đồng không đúng quy định, chạy như xe tuyến cố định và xe chạy trái luồng tuyến. Qua kiểm tra phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo dừng hoạt động xe khách tuyến nội tỉnh đối với các tuyến đã đấu thầu tuyến xe buýt nhưng vẫn còn hiện tượng lén lút vận chuyển hành khách từ thành phố Thái Bình đi các huyện.
Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh vận tải, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dịch vụ và không đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc trong xã hội. Thưa quý vị, với quan điểm chăm lo tốt hơn cho người lao động chính là đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, công đoàn các đơn vị doanh nghiệp huyện Thái Thụy triển khai nhiều hoạt động thực chất, hiệu quả, dành sự quan tâm lớn cho người lao động, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Lựa chọn xã Thuần Nông để mở doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn May Gia Nguyễn, xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy không chỉ tận dụng được lợi thế về đất đai mà còn thu hút được nguồn lao động khá dồi dào. Chị Khúc Thị Thoa cũng như mấy trăm lao động ở đây không phải đi nơi khác làm công nhân, mà mọi chế độ đều được công đoàn và ban lãnh đạo công ty thực hiện đầy đủ. Có những cái doanh nghiệp như ở vùng nông thôn này, thì chị em thấy nhá, chị em phụ nữ cũng có công ăn việc làm nó ổn định, và thu nhập nó cũng ổn định, nên là rồi công đoàn thì cũng có, công ty thì cũng có những chính sách, ví dụ như là có những cái tiền như là tiền thâm niên. Phụ nữ sinh con để con thì có tiền thai sản, ốm đau thì công ty cũng quyên góp tiền đi hỏi thăm các anh chị em. Nhiều năm trở lại đây, việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động luôn là mục tiêu hàng đầu của công đoàn các cấp trong huyện Thái Thụy. Tại phân xưởng số 1 của công ty cổ phần thủy sản thương mại Diêm Điền, với điều kiện làm việc vất vả giữa cái nắng gió cùng mùi vị khó chịu của cá khi lên men, nên công đoàn và lãnh đạo công ty đã có nhiều giải pháp bảo vệ sức khỏe người lao động, từ việc trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho đến việc chăm lo bữa ăn và có chế độ phụ cấp độc hại cho người lao động. Tôi làm việc ở đây đã được gần 10 năm rồi, mà môi trường ở đây nó cũng rất là nắng với gió, nhưng công ty tạo điều kiện cho chị em làm việc cũng rất tốt, được đóng bảo hiểm này, rồi là một năm là cũng được hai bộ quần áo bảo hộ, tạo điều kiện cho chị em nào xa được ăn bữa cơm trưa ở đây. Thực hiện chủ đề xuyên suốt năm vì lợi ích đoàn viên, các công đoàn cơ sở ở huyện Thái Thụy bước đầu có những hoạt động đi vào thực chất hiệu quả. Quan tâm động viên chia sẻ với những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức xây dựng các cái quỹ, ví dụ như quỹ khuyến học, quỹ thăm hỏi, rồi là quỹ, ví dụ như bên giáo dục thì là có các cái cụm công đoàn đấy, người ta tổ chức các cái quỹ tổ ấm công đoàn để động viên những cái đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn hoặc là đau ốm nặng, rồi là tai nạn rủi ro, hoặc là người ta xây dựng các cái quỹ tương trợ nội bộ để giúp những cái cán bộ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau nặng. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động thực sự vững mạnh, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tiếp tục chỉ đạo công đoàn các doanh nghiệp thường xuyên chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp để người lao động yên tâm lao động sản xuất. Đây chính là nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.